Rồi, xin chào tất cả em học sinh lớp 6 và quý phụ huynh. Chúng ta đang đi tới cái bài cuối cùng ở trong cái quyển sách bài tập tập 1 của cái bộ Chân Trời Sáng Tạo toán lớp 6. Trong clip hôm nay thầy sẽ quay tiếp cho em ở các cái bài tập của cái chương 4 này. Có 10 bài em nhé, chắc chắn là sẽ chia ra thành 2 đến 3 clip rồi. Chắc một clip thì quay nó chắc cả tiếng đồng hồ nên là xem rất là mệt, mà thầy quay cũng rất là mệt các em nha. Các em cứ yên tâm, thầy sẽ quay hết cho các em thôi. Trong quá trình xem thì các em nhớ đăng ký kênh, nhấn cái chuông em nha. Comment giùm thầy chất lượng video xem thử nó đã ổn áp chưa. Nếu chưa ổn áp thì các em cứ mạnh dạn comment. Xem thử cái nào nó không tốt thì thầy cứ nói để mà thầy điều chỉnh cho nó phù hợp và chất lượng càng ngày càng nâng cao. Cảm ơn em và quý phụ huynh rất là nhiều đã luôn luôn tin tưởng và đồng hành ủng hộ kênh thầy Quang. Ok, chúng ta sẽ đi sang bài số 1 em nha. Và để mà học nó có hiệu quả em thì các em phải làm trước chứ đừng phải xem clip của thầy trước, nhớ như vậy. Các em phải tự làm trước. Sau khi mà các em làm xong á, các em mở clip thầy lên để các em xem đối chiếu cách trình bày và kết quả để xem thử là đã đúng chưa nha. Bây giờ thầy đọc đề hướng dẫn em nha. Tuổi của các bạn đến dự sinh nhật của bạn Phương được ghi lại như sau. 12, đây là tuổi ha. Xem được có bao nhiêu bạn đi tham gia sinh nhật ha. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 bạn. 12 bạn ha. Người ta hỏi em cái gì đây? Câu A này. Hãy lập bảng thống kê cho các dữ liệu trên. Thống kê nghĩa là chúng ta xem thử là có bao nhiêu bạn có độ tuổi là 12, có bao nhiêu bạn là có độ tuổi là 11, có bao nhiêu bạn là độ tuổi là 15, bao nhiêu bạn là độ tuổi là 10. Như vậy chứng tỏ để chúng ta biết được có bao nhiêu bạn thì chúng ta phải làm sao? Các em, chúng ta phải đếm. Các em hiểu nè, chúng ta phải đếm. Bây giờ bảng thống kê này. Bây giờ chúng ta sẽ liệt kê các độ tuổi có thể có ở trong 12 bạn này. Thấp nhất là mấy? Thấp nhất là 10, cao nhất là 15. Như vậy 10 tới 11. 10 này, 11 này, 12 này, 13 có không em? Không có 13. Có 14 này, có 15. Chứng tỏ chúng ta liệt kê là 5 độ tuổi là 10, 11, 12, 14 và 15. Sau đó chúng ta sẽ đếm có bao nhiêu bạn là có 10 tuổi, có bao nhiêu bạn có 11 tuổi. Cứ như thế chúng ta đếm lên. Được chưa? Như vậy ở đây cột đầu tiên là thầy sẽ là tuổi. Dưới đây là tương ứng với số bạn. Đây là 10 tuổi nè, 11 tuổi, 12 tuổi, không có 13 tuổi em, 14 tuổi và 15 tuổi. Bây giờ chúng ta sẽ đếm 10 tuổi có mấy bạn này? 1 2 1 2 này, hai bạn có 10 tuổi, như vậy có hai bạn. Đó. 11 tuổi 1 2. Thấy chưa? 12 1 2 3 4 5 6. 6 bạn 12 tuổi. 14 tuổi 1. 1 bạn 15 tuổi. Nhưng mà bây giờ chúng ta cộng lại những số liệu này nó coi thử nó có bằng 12, nếu bằng 12 là đúng. Mà nếu các em cộng lại mà ra khác cái số 12 là nghĩa là các em đếm sai rồi đó. Tại vì tổng cộng có 12 bạn đi tới dự sinh nhật mà ha. 2 cộng 2 4 6 là 10. 10 cộng với 2 nên là 12 đúng. Được chưa? Đó. Chúng ta đã lập bảng thống kê xong rồi đó. Câu B. Khách có tuổi nào nhiều nhất? Thì đây. Các em thấy không? Số bạn ở đây là 6 bạn có độ tuổi là 12, chứng tỏ số 6 này là lớn nhất trong các cái bạn tới tham dự, chứng tỏ khách có độ tuổi là 12 tuổi là nhiều nhất ha. Em ghi này đây là khách 12 tuổi là nhiều nhất. Còn ít nhất ở đây đó chính là 14 tuổi với lại 15 tuổi. Mỗi độ tuổi này chỉ có một bạn thôi ha. Đó. Nhưng mà người ta hỏi gì thì mình trả lời cái đó thôi. Ok, người ta nhớ như vậy. Cứ trên đề bài, cứ bám sát trên đề bài, người ta hỏi gì thì trả lời cái đó là ok thôi. Chúng ta sẽ đi sang ở bài số 2 em nha. Rồi, chúng ta sẽ đi sang ở bài số 2 em. Người ta yêu cầu em là lập bảng thống kê số lần các chữ cái xuất hiện trong câu tiếng Anh sau đây và cho biết chữ cái nào xuất hiện nhiều nhất. À, bây giờ người ta lấy một ví dụ là chữ E. Bây giờ các em thấy câu tiếng Anh này, để thầy khoanh chữ E em xem nè. Một lần, hai lần, ba lần. Các em thấy không? Thấy chưa? Một, hai, ba. Bây giờ chữ N thầy sẽ gạch chân cho các em thấy nha. Một này,
2 này, 3 này, 4 này, 1, 2, 3, 4. Các em ghi thì đây là 4. Tương tự như vậy các em đếm thôi. G 1 này, thấy không? 2, 3, 4. Cùng 4 đúng không? Chữ L. Mục đích của cái bài này để làm gì? Để chúng ta đếm. Hiểu chưa? Chữ tiếp theo, chữ L. 1 này, 2, 3. Thấy không? À, chữ Y. 1, 2, 3, 4. Y 4 đúng không? Tương tự như vậy, các em thống kê thầy các cái chữ còn lại, các em tự điếm với thầy. Ví dụ chữ S, chữ H, hay là chữ W, chữ O, chữ R. Các em nhìn trên còn cái chữ nào, chữ K, chữ A, chữ U, chữ T, chữ D. Các em đếm thầy các chữ này, các em ghi vô nha. Nghe, các em kể cái bảng này vô. Các em kể cái bảng này vào trong vở. Các em kể suốt. Kể suốt nữa. Sau đó, bắt đầu chữ H, chữ S, chữ H, và tới chữ W, O gì đấy. Đây, các chữ thầy hệ thống. Sau đó các em đếm. Cái phần này rất là dễ. Các em có khả năng tự làm được. Đúng không nào? Rồi. Thì thầy đã chỉ cách rồi. Thì chỉ việc nhìn trên đây để mà đếm cái chữ nó thôi. Xuất hiện bao nhiêu lần nó có đâu khó. Đúng. Rồi, người ta sẽ đi sang là bài số 3 nha. Rồi, chúng ta sẽ đi sang bài số 3 nha. Kết quả điều tra môn học yêu thích nhất của một số bạn khối 6 được cho như trong bảng dữ liệu sau đây. TVT, đây là viết tắt này. L này chính là lịch sử này. N là ngoại ngữ này. Ngoại ngữ 1 á. T là toán, V là văn. Như vậy đây là toán này, văn này, toán này. Ngoại ngữ 1 này, ngoại ngữ 1 này. Cứ như thế. Như vậy người ta yêu cầu là câu A, hãy gọi tên bản dữ liệu ở trên. Thì cái bản dữ liệu này người ta gọi là bản dữ liệu gì? À, bản dữ liệu ban đầu. À, bản dữ liệu ban đầu. À, cái tên của nó người ta gọi là bản dữ liệu ban đầu. Bây giờ câu B là người ta yêu cầu là hãy lập bảng thống kê tương ứng. Câu này rất là dễ. Tại vì những cái dạng này hôm trước trong cái bài thống kê thì thầy đã làm cho các em rồi. À, bảng thống kê này ta chỉ đếm thôi. Bảng thống kê thì bây giờ ở đây một bên đó, đó chính là cái môn học yêu thích, và một bên là số học sinh chọn cái bộ môn đó. Ví dụ môn toán, tí chúng ta đếm xong nha. À, ta làm hai cột nha. Môn học yêu thích, đúng không? Còn một cột ở bên đây là số học sinh, học sinh chọn, chọn cái môn đó. Thì bây giờ ở đây trong này có 4 môn. Thứ nhất là môn lịch sử, thứ hai là môn ngoại ngữ, ngữ 1 đấy, thứ ba là môn toán, thứ tư là môn văn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đếm này. Lịch sử là chữ L đúng không? Hàng đầu tiên không thấy lịch sử đây. Dù thầy con lịch sử đây. Máy 1, 2, 3, 4, 5. Thấy chưa? Rất là dễ. Ngoại ngữ 1 là N, 2. Đó, ta điểm thôi. 1, 2, 3, 4 cũng là 5. Đúng không? Toán là chữ T này. Toán bị nhiều ạ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ha. Văn là chữ V. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Có 3 thôi ha. Hiểu chưa? Đấy, vậy thôi. Ok. Là xong ở cái bài số 3 rồi đấy. Như vậy thì clip hôm nay tới đây là kết thúc em nha. Trong clip sau thầy sẽ quay bắt đầu cho em ở bài số 4. Chúc em học tốt nha. Bye bye. Ok.